Nam em có biểu hiện lạ về sức khỏe. Nam em những ngày gần đây là cái tên chiếm sóng mạng xã hội với những phát ngôn gây sốc. Chính vì điều này mà hôm 28 tháng 2, Nam em sẽ có mặt làm việc tại Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh theo giấy mời. Nam em cho biết có thể cô sẽ mất một khoảng thời gian không xuất hiện trên mạng xã hội. Nhưng Nam em vô cùng lạc quan với suy nghĩ của mình. Một hai năm qua nhanh lắm, nếu có vướng vòng lao lý, có khi ở trong đó mà tốt vì không sử dụng đến mạng xã hội thì sức khỏe tinh thần tốt hơn. Nam em những ngày qua vẫn tích cực livestream dù nhận được giấy mời của Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đoạn clip được cắt ra từ một livestream gần nhất của Nam em, ngoài những phát ngôn gây chú ý, Nam em cũng chiều lòng người hâm mộ khi trổ tài ca hát trên sóng trực tiếp. Tuy nhiên trong lúc đang say sưa hát chiều khán giả, Nam em bất ngờ quay mặt sang hướng khác. Âm thanh phát ra từ livestream cho thấy dường như Nam em đang nôn mửa không rõ lý do. Bên dưới đoạn clip, cộng đồng mạng không ngừng xôn xao trước biểu hiện đó của Nam em. Một số ý kiến cho rằng phải chăng người đẹp đã có tin vui, nhưng cũng có không ít người cho rằng khả năng cao là do nam em bị căng thẳng, stress suốt thời gian qua dẫn đến thể trạng không được đảm bảo. Sau những ồn ào, vì những phát ngôn gây sốc, nam em cũng bị khán giả ít nhiều quay lưng, minh chứng là cô bị hủy sâu diễn vì ý kiến tác động của một số nghệ sĩ cũng như đưa ra yêu sách rằng không có mặt của nam em trong đêm diễn đó. Đơn vị này buộc lòng phải hủy bỏ xuất diễn của nam em trong chương trình. Như chia sẻ của đơn vị mời sâu, trong lúc đang đắt show, đặc biệt ở Đà Lạt với các buổi diễn đông khách, Nam Em bất ngờ có các buổi livestream khó hiểu thay vì xuất hiện ở sân khấu. Khán giả tiếc khi chứng kiến Nam Em ở trong tình trạng này. Nam Em cãi nhau với chồng gào khóc trên live, nhận là nạn nhân bị lợi dụng. Tối 21 tháng 2, nam em tiếp tục có buổi livestream thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng. Người đẹp Tiền Giang một lần nữa gây xôn xao về những biểu hiện lạ trên sóng trực tiếp. Đáng chú ý là khoảnh khắc nam em và chồng sắp cưới của mình cãi nhau. Khi nam em đang thả hồn theo ca khúc sau lời từ khước của Phan Mạnh Quỳnh, chồng của cô đã lên tiếng nhắc nhở. Cái gì qua rồi thì để cho nó qua đi. Bây giờ em có làm được gì? Những cái vấn đề đó không? Trong khi những người bên cạnh tốt hơn em không để ý. Lại để ý chuyện cũ làm gì? Tại em dễ chấp nhận người khác làm người thân quá nên mới như vậy. Nam em sau đó lớn tiếng trả lời tại vì em thiếu tình cảm em thiếu tình thương vậy có gì là sai tại sao lúc đó anh không xuất hiện mà bây giờ anh mới xuất hiện nam em vừa khóc vừa đập bàn và nói tôi đã làm gì sai tất cả những gì tôi cần là tình thương mà tất cả những người bước vào cuộc đời tôi lợi dụng tình cảm của tôi để đạt được mục đích của họ vậy tôi sai chỗ nào tôi cũng là con người tôi cũng cần được yêu thương tôi đâu phải trâu bò đâu tôi có trái tim, trái tim của tôi thổn thức nhịp đập của tình yêu chứ không phải sự tàn nhẫn. Tôi cũng muốn được sống nhưng tại sao không cho tôi được sống? Tại sao có lợi dụng chèn ép tôi? Tại sao để tôi sống một cuộc đời như vậy? Tôi không muốn sống cuộc đời như vậy đâu. Tại sao người ta ác thì luôn sống thảnh thơi, còn những người cần tình yêu thương như tôi lại bị chèn ép? Đây có lẽ là lần hiếm hoi cộng đồng mạng nhìn thấy nam em và chồng lời qua tiếng lại thay vì những khoảnh khắc ngọt ngào ủng hộ nhau trước đó. Trước đó nam em kể cô rất thích phim Mai vì cảm thấy nhân vật Mai do Phương Anh đào đóng rất giống với mình. Nam em tự nhận bản thân cô hiền lành nên trước đây hay bị ăn hiếp. Đồng thời Nam em cũng khen Trấn Thành giỏi, có chiều sâu nên mới làm ra được bộ phim chất lượng như thế. Ngoài ra trong cơn xúc động, cô kể rằng việc livestream trên TikTok đã thực hiện từ lâu do không có bạn bè nên chỉ biết tìm đến mạng xã hội giải khuây. Nam em thường xuyên thể hiện cảm xúc trên những livestream cho đến một ngày bị một số khán giả tràn vào mắng. Cô mới kích động và nhắc đến nhiều người ở showbiz Việt. Nam em liên tục nói mình là nạn nhân của anti-fan. Cô cũng thừa nhận sức khỏe không tốt, dễ bị kích động chứ không phải người xấu không ít cư dân mạng tỏ ra khó hiểu khi nam em có thái độ khác hẳn những buổi livestream hùng hổ, xưng mày tao và tự nhận là người bóc trần những mặt xấu của showbiz. Dân tình cũng không khỏi lo lắng khi thấy nam em bộc lộ những dấu hiệu bất ổn về tâm lý. Trước đó nam em và bạn trai Hữu Cường thực hiện nhiều buổi livestream với nội dung tiêu cực về giới nghệ sĩ. Tuy không trực tiếp nhắc tên, nhưng nam em và Hữu Cường dùng nhiều từ ngữ để ám chỉ vợ chồng Trường Giang Nhã Phương và các nghệ sĩ khác. Các buổi livestream này gây chấn động showbiz, khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội. Nhiều người tỏ thái độ khó chịu và cho rằng nam em không nên kiếm chuyện gây sự với người khác. Dẫu vậy vẫn có một số khán giả bênh vực nam em với lý do cô đang bị bệnh, sức khỏe không ổn định nên có hành động lời nói thiếu kiểm soát. Bị Duy Mạnh nhắc nhở đến keo, chồng sắp cưới nam em quyết phục thù. Sau khi bị Duy Mạnh thẳng thường nhắc nhở trên sóng live stream, chồng sắp cưới của nam em đã có động thái mới. Nhiều người cho rằng nam doanh nhân đang ngậm nhắn nhủ đến thở hát. Tối qua ngày 19 tháng 2, nam em và Quế Vân tiếp tục có phiên live stream trên TikTok thu hút sự quan tâm từ công chúng. Đáng chú ý, trong viên live này, cặp đôi chị chị em em còn chào đón khách mời tham gia trò chuyện cùng là nam ca sĩ Duy Mạnh. Những tưởng bộ ba này có dịp quậy đục nước tiết lộ nhiều bí mật chấn động của showbiz. Thế nhưng trái ngược với phán đoán của cư dân mạng, giọng ca kiếp đỏ đen xuất hiện trong livestream của nam em vô cùng điềm đạm và cho cô nàng khá nhiều lời khuyên hữu ích. Cụ thể, thở hát cho hay, bản thân anh cũng từng hứng chịu khá nhiều bình luận tiêu cực và rơi vào stress, vì thế anh rất hiểu cho hoàn cảnh của người đẹp tiền giang lúc này. Livestream mình sẽ rất dễ bị dẫn dắt, mình có một cái đầu thôi, nhưng trên đây sẽ có hàng triệu cái đầu, bao gồm những người ghét, người quý. Mình sẽ là người khổ tâm nhất, nếu mình cây cú vì khi đấy cảm xúc mình rất dễ bộc lộ cùng với đó khi thấy bạn trai nam em cũng tham gia vào phiên live stream và liên tục đáp trả bình luận qua fan bằng những lời lẽ khó nghe nam ca sĩ đã tận tình nhắc nhở em bây giờ cũng là nhân vật nổi tiếng nhất nhị biết đấy kiềm chế một chút em ạ à. thực ra khán giả họ cũng quý mình mà em họ trêu mình mà mình tức lên thì mình lại thua mình phải hài hước làm sao để cho mọi người quý mới mình trên mạng chơi vui mà có gì đâu thiên hạ muốn nói gì nói anh mặc kệ khi chồng sắp cưới của nam em khẳng định nếu ở ngoài đời có ai chửi trước mặt sẽ không ngừng ngại tác động vật lý người đó duy mạnh lập tức phản bác không em ơi anh đi hát nhiều người còn đòi đắm thẳng vào mặt nhưng anh vẫn phải nhìn em ạ à. lên mạng xã hội mình tránh va chạm tránh khích bác kích động xã hội em ạ à. cái đó không nên lên livestream mình mà cứ vừa nói chuyện với fan vừa xưng bố với mọi người thế là không nên Nhận được góp ý từ giọng ca kiếp đỏ đen, doanh nhân quê Hải Phòng tiếp tục đáp. Bản lĩnh không nằm ở mấy cái hình xăm đâu anh. Ok anh, cảm ơn đã góp ý. Ngay sau đó anh này liền rời khỏi nhóm chat và có bài đăng trên trang cá nhân, gửi lời cảm ơn đến fan, luôn ủng hộ nàng hoa khôi và hứa hẹn sắp tới bạn gái sẽ có hành trình mới. Đáng chú ý, phía cuối bài viết, Bùi Hữu Cường bất ngờ ẩn ý. Mong các bạn bấu víu bám vào trend nên nhân quả nha, đừng vì tiếng nổi tiếng để buôn bán mà gây tổn hại cho người khác nghe kỹ, tìm hiểu, phân tích và kết luận. Nhiều cư dân mạng cho rằng chồng sắp cưới nam em đang muốn nhắn nhủ đến Duy Mạnh vì ngang nhiên chỉnh đốn mình công khai trên live stream. Thực tế, trong phiên live stream hôm qua, nàng Hoa Khôi và bạn trai sau đó đã xin phép ao nhóm nửa chừng. Đồng thời, người đẹp gốc Tiền Giang cũng tuyên bố vì thấy mình đang bị người ta đuôi theo, tưởng về phe mình nhưng lại quay xe nên dừng lái cùng. Đừng thao túng tôi, không dễ vậy đâu. Khán giả cho rằng nam em cũng không hài lòng với những đóng góp của Duy Mạnh cho mình. Hiện tại, Rama bốc cả showbiz của chân dài sinh năm 1996 và vị hôn phu tương lai vẫn đang là đề tài bài tán sôi nổi trên khắp cõi mạng. Những ngày qua, Hoa Khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015 trở thành tâm điểm dư luận khi liên tục có những động thái thách thức nhà Phương, nói xấu nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt. Chưa hết, chồng sắp cưới của cô cũng được đà livestream một mặt bên vực vợ, một mặt có những phát ngôn đất anti Atifan bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội. Trong phiên live gần đây, anh đã bất ngờ đưa ra lời thách thức. Có những đứa từng bảo là tôi thách đụng đến cô ấy. Tao thách mày làm gì vợ tao đấy. Thật ra thì tôi cũng chẳng muốn thách thức gì. Chẳng qua muốn thách thử để xem mấy người đó làm gì nam em. Đó là lý do mà tôi không bao giờ muốn buông. Vì mấy người đó muốn kích cho tôi và nam em chia tay để dễ làm này làm kia với cô ấy. Còn có tôi thì tôi thách luôn. Thậm chí, năm doanh nhân, nhân nào còn có phát ngôn khá ngông cuồng khi nói rằng vợ chồng mình sẽ phá nát cái showbiz này. Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp xử lý vụ nam em livestream gây ồn ào. Chiều 22 tháng 2, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin về vụ việc nam em livestream những nội dung gây tranh cãi trên mạng xã hội Sở đã nắm bắt được thông tin và cảm ơn các cơ quan báo chí kịp thời phản ánh. Chúng tôi đã lên kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan xử lý theo đúng quy trình và quy định của pháp luật. Ông Hồi nói, trước câu hỏi Sở Thông tin và Truyền thông đã nhận diện được hành vi vi phạm của nam em khi livestream. Ông Nguyễn Ngọc Hồi nói, muốn xác định hành vi vi phạm phải có một quy trình và sự tham gia của nhiều cơ quan chức năng có liên quan. Khi nào có thông tin mới, chúng tôi sẽ cung cấp cho các cơ quan truyền thông. Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cũng nhấn mạnh, cơ quan chức năng kiên quyết xử lý những trường hợp lợi dụng mạng xã hội để thu hút người theo dõi, dư luận bằng những hành vi lệch chuẩn, mọi người phải ứng xử đúng mực trên không gian mạng. Theo ông Hồi, người sử dụng mạng xã hội cũng chính là những người hưởng lợi từ mạng xã hội. Nếu đưa lên toàn tin tiêu cực, lợi dụng điều đó xúc phạm người khác, chính chúng ta bị ảnh hưởng từ luồng thông tin tiêu cực. Cơ quan quản lý kiên quyết xử lý các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để có các hành vi phát ngôn lệch chuẩn, vi phạm pháp luật nhằm thu hút người theo dõi. Trước đó, nam em liên tục phát livestream thu hút đông đảo người theo dõi khi chia sẻ lại chuyện tình cảm ồn ào trong quá khứ, không ngại tiết lộ góc khuất giới showbiz, bóc phốt vài người nổi tiếng. Hôm 17 tháng 2, nam em có chia sẻ, thử khui hết showbiz đi, có người nào không gặp đại gia tôi đi bằng đầu, ai cũng gặp đại gia hết, chẳng qua là không bị khui thôi, khui ra là không ai đứng được hết, quần quần áo áo hàng hiệu ở đâu ra. Chiều 22 tháng 2, năm em đăng bài trên trang cá nhân, bày tỏ xin lỗi khán giả về những hành động livestream gây ảnh hưởng thời gian qua trên trang cá nhân. Cô nói bản thân không làm tốt trách nhiệm của một công dân gây ảnh hưởng tiêu cực đến mạng xã hội những ngày qua. Tôi đã không hoàn thành tốt việc học tập, yêu bản thân mà thay vào đó là bám chấp vào những tổn thương của quá khứ. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm với pháp luật, nam em cho hay.